Ta-da. Sáng nay mời bà con các bác cùng với ba mẹ cậu ăn ghé cái tiệm bít tết Nam Sơn. Đây họ để cho mình cái muỗng, cái đĩa muỗng nhỏ nè, bánh mì nướng giòn nha. Đây bò bít tết Nam Sơn, cục xíu mại, có một cục xíu mại nè, có một miếng pate phô mai, pate trứng, một phần như thế này á 110.000 nha bà con. Rồi bà con mình gọi lật lại. Chà, phô mai nó chảy ra rồi. Để cho phô mai nó chảy ra. Chảy ra ăn cho nó ngon. Phô mai tan chảy. Rồi đây là rau, đồ chua, đi nước sâm, sâm bía lao, 20.000. Thì như vậy thôi bà con, một miếng thịt, miếng pate xíu mại. Đây là khung cảnh nè. Mời bà con cô bác ghé đây ăn nha. Hồi đó mỗi lần mà gia đình ba mẹ cô mà trước khi mà về Mỹ á, cũng thường hay ghé quán này ăn lắm, rồi sau đó ra sân bay luôn. Lâu lắm rồi ba mẹ cô mới ghé lại đây ăn. Khi về Việt Nam chơi cái tầm cái buổi trưa, thường hay bay đi buổi trưa thì buổi sáng bắt đầu đi ra ăn sáng là ra đây ăn nè, ăn xong cái ra sân bay luôn. Rồi mời bà con bắt cùng ăn nha. Đây có tương ớt nè, nước tương. Hiện tại ba mươi giờ đang đứng đây là số 455 đường Kinh Dương Vương nè. Thì sáng nay ba mươi giờ lại đọc tiếp một cái dòng trùng men bác Lùm Đào cách đây 10 ngày. Khi chuẩn bị quẹo trái đường Nguyễn Văn Thoại căn nhà đầu đường bên trái của ba Michael, đó là căn nhà của đại tá Bùi Vinh. Còn căn nhà đối diện bên kia đường, ba Michael chỉ tay về hướng nhà, đó là nhà đại của đại tá Nguyễn Quốc Quỳnh, chỉ huy trưởng trường Đại học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt. Khi nào kể xong chuyện ông Bùi Vinh, ba Michael kể tiếp về ông này và ngôi trường Chiến tranh Chính trị. Ai được theo học trường này bắt nguồn từ đâu? Ngôi trường đầu tiên ở Sài Gòn chỗ nào? Những ngày cần kề 30 tháng 4, ông quyết định thế nào để đưa toàn bộ trường Chiến tranh Chính trị Đà Lạt an toàn về Sài Gòn? Đây là một cái câu hỏi mà nói chung thì cũng không có cái gì mà bắt nguồn về cái chửi á, nhưng mà thường mà ba mẹ cồn mà nói về những cái quân sử của Việt Nam Cộng Hòa á, hồi cái ba mẹ cồn ngứa cái miệng, cái ba mẹ cồn lại thường hay dễ bị dân chửi lắm. Tại vì nói chung là mọi thứ nó đều có cái quyền tự do ngôn luận, thành thử ra khi mà mình nói ra cái điều gì thì cũng có người thích, cũng có người bị không thích. Thành thử ra là đây là cũng là một cái vấn đề chi tranh cãi nè. Để bà mẹ còn kiếm cái dòng comment khác. Dòng comment của bác lặng nhìn cuộc sống 8 ngày trước. Hân hãy nêu lên ý kiến về chủ đề phóng sanh trong một video sắp tới. Có nên hay không? Tại sao hiện nay mọi người và các chùa ưa thích phóng sanh? Có phải là phong trào lợi và hại? Tại sao? Việc khuyến khích đúng hay sai? Nếu lạm dụng thì có đúng không? Nếu có lợi thì làm sao cho đúng cách? Còn nhiều cách làm phước chứ không riêng gì phóng sanh. Nhưng tại sao người ta lại chuộng phóng sanh? Có hại gì cho môi trường? Việc bẫy chim để bán phóng sinh ngày nay, người mua phóng sinh và chứa một vật trùng hoàng như vậy, tại sao chỉ thấy Việt Nam và Trung Quốc, các nước khác không có? Vì sao? Cái này cũng là một cái chủ đề gây tranh cãi nữa. Những người thích phóng sanh thì ba mẹ rồi sẽ nói theo cái hướng nào? Nếu mà ba mẹ rồi nói theo cái ý kiến của mình thì liệu những người có bao nhiêu người đồng tình, rồi sẽ có bao nhiêu người phản đối? Giả sử nếu mà cách đây vài ngày mà ba mẹ rồi mà không bị các cô chú bác ở Bình Mỹ chửi ba mẹ rồi dâm đùi thì chắc có lẽ hai cái chủ đề này là ba mẹ rồi làm rất là hay luôn. Nhưng mà bây giờ mới chửi quá cho nên thôi để tạm gác lại.
nhà cô ở Yên Đỗ của cô Bình Nguyễn nè, nhà cô ở Yên Đỗ cũ hẻm 184 nhìn lạ quá, bây giờ là đối diện báo Tuổi Trẻ à. Bác Vinh Nguyễn 6 ngày trước là cách đây gần một tuần, nếu có dịp nhờ ba Michael quay giùm ngã tư Nguyễn Quỳnh Đức tên cũ, Trương Tấn Bửu tên cũ ở quận Phú Nhuận Sài Gòn. Cái này chắc được đó. Rồi. Lên đường. Hi, hello, xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của ba Michael. Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 5 tháng 4 2023. Bây giờ là 7 giờ 7 rưỡi không ta. Bây giờ là 7 giờ 35. Trời bên ngoài rất là nóng bà con. Sài Gòn giờ này không hiểu sao trời nóng dữ lắm. Ba Michael đang có mặt ở đây là bệnh viện Kiều An nè. Bên tay trái là Michael đây hồi xưa đó là An Dưỡng Địa Phú Lâm. Hay là An Dưỡng Địa Phật Học Viện Trường Hội Nghiêm á. Sáng nay ba mươi lại mời bà con cô bác lên xe để cùng với ba mươi đi vào Sài Gòn. Thật ra nói về cái đại tá Quỳnh này nè bà con, ba mươi cũng biết được chút chút. Đây là bến xe miền Tây, hồi xưa ta gọi là Sa Khải miền Tây. Tại vì bác á, là cùng khóa với gia đình người thân của ba Michael, là khóa 4 Lý Thường Kiệt đó bà con, trường võ bị quốc gia đó. Tây, Sa Khải miền Tây. Hồi xưa không phải bây giờ đâu nha, hồi xưa trước năm 1975, và sau năm 75 luôn, sau năm 75 thời gian. Trước năm 1975 á, cứ hàng năm là đến ngày lễ mà ra trường á, là các mình gọi là cái gì ta, gọi là đồng môn hết ta, tại vì học cùng mà học cùng một khóa thì thường hay tổ chức những cái buổi gặp mặt thì gia đình ba Michael cũng có đi tham gia gặp mặt cùng khóa với đại tá Quỳnh này còn có nhiều lắm. Như là tướng Đỗ Kiến Nhiễu nè, tướng Minh nè, nhiều lắm bà con. Thì sau khi mà ra trường thì cứ hàng năm vào đến một cái ngày mà ra trường á, là tất cả các anh em ở đâu mình sắp tắt ở mặt trận nào cũng vậy á, đều là thu xếp thời gian để về để họp mặt. Có khi họp mặt ở tòa Đông Chánh luôn bà con, có khi bên Văn Thuyền nhiều lắm. Rồi sau cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì thì có người thì qua Mỹ, có người thì ở trại cải tạo. Nhưng mà sau cái HO, sau cái đợt mà đi HO thì họp mặt lại nhau tại bên Hoa Kỳ đó bà con. Thì hàng năm cũng đến vào những cái ngày ra trường á, ngày lễ á, thì cũng là cái ngày họp mặt y chang như trước năm 1975. Hiện tại bây giờ thì cũng còn có một vài bác thôi. Ba Michael sơ lược như thế để cho bà con quá biết rằng á, có nhiều bác vô chửi ba Michael nhiều, nhưng mà thực chất ba Michael nó thậm chí bà con quá, ba Michael muốn cái vai trò là người, cái lịch sử, người kể sử. Có nhiều người nói ba Michael không biết gì nói, thử thú thiệt cho bà con quá bác thôi. Mà trước năm 75 thì thật sự là ba Michael không biết, nhưng không biết thời điểm thời nay đâu phải là không biết bà con.
những cái gì, những gì ba mẹ cô nói, những gì ba mẹ cô kể nó đâu phải là không có đâu bà con. Nhưng mà có nhiều bác ba mẹ cô sẵn sàng lắng nghe những cái đóng góp, những cái ý kiến của bác về cái vấn đề phản biện những gì ba mẹ cô nói. Nhưng mà ba mẹ cô thấy đụng đến cái vấn đề Việt Nam Cộng Hòa chiến năm 75, các bác bàn luận ba mẹ cô không có thích tí nào á. Chúng ta sẵn sàng tranh luận với nhau cái nào đúng cái nào sai để hướng về cái vấn đề lịch sử cho nó đúng. Nhưng mà các bác nặng quá, nặng về cái lòng căm thù quá. Mà căm thù nó căm thù nó hơi quá. Và cái vấn đề cho dù nói chung là như vậy đi, thật sự là ba mẹ còn hiểu cái cảm giác tâm lý tâm trạng này lắm. Tại hơn ai, nói chung hơn ai hết ba mẹ còn hiểu các cô các chú bác rất là nhiều. Hiểu nhiều lắm, không cần phải hiểu các cô chú bác đâu, hiểu từ bản thân với gia đình của ba mẹ cô ra thôi. Bây giờ mình nói một cái là hầu như ai cũng xù lông, bản thân gia đình của ba mẹ cô cũng vậy thôi. Cho nên ba mẹ cô hiểu tâm trạng này lắm. Nhưng ba mẹ cô hy vọng rằng các cô chú bác đó, khi mà tranh luận đó, chúng ta nên tranh luận một cách lịch sự chứ đừng có sổ sàng quá. Tại vì cái tư cách của một con người mình nói chuyện thì phải quấy cho nó ra lẽ, chứ đừng có hở cái gương cổ lên cãi, gương cổ lên chửi, chửi thề này nọ, cái đó nó không hay lắm. Ba mẹ còn phải xóa rất nhiều những cái dòng comment đó. Tới đây mình đi tới đây là công si heo rồi nè bà con. Con đường này là con đường Phạm Đình Hổ bên tay trái mà mình ngồi đây, hồi xưa đó là trường quân báo cây mai nè. Ở đây có hủ tiếu bún bình dê. Wow, đậm dữ nè. Sáng sớm hôm nay người ta đi làm đông quá bà con. Thì vài dòng ba mẹ cô xin chia sẻ với bà con bác vậy. Còn mà những ai mà quá khích quá mà cảm thấy ba mẹ cô nó tầm bậy tầm bạ, nó tào lao quá, thôi đừng coi nữa nha. Để cho kênh nó sạch sẽ một chút. Rồi xin thưa bà con bác, trước mặt bà con bác hồi xưa đó là cổng của trường quân báo cây mai nè bà con. Đây là một cái trường tâm lý chiến. Trường quân báo ngày mai nằm trên một cái đồi cao nha bà con. Đây là một cái bức tường thành luôn, y chang như tường thành luôn nè bà bác ha. Thì hồi xưa ở đây là có một cái dòng nước kênh nè. Hồi xưa là nơi đây là nơi mà coi như là có một cái chùa cây mai. Rồi sau đó quân đội Pháp vô đây đóng đồn nên gọi là đồn cây mai. Sau này là trường quân báo cây mai. Rồi cái trường mà nãy bác hỏi ba Michael mà đại học chiến tranh chính trị á, thì nó được tách ra từ cái trường quân báo cây mai này rồi đó. Khởi đầu của nó là một cái trường quân báo cây mai, là tách ra từ trường này. Thì nói chung thì ba Michael cũng xin lỗi các cô chú anh chị và các bạn nào đó mà nếu mà ba mẹ cô đã khơi lại những cái ký ức buồn
đó. Mà nhiều khi cũng một số người cũng chả muốn xem, cũng không muốn nghe đó. Thôi giờ ba mẹ còn sẽ hạn chế bớt lại con đường này, đường Hòa Sương. Đôi lúc có nhiều cái sự thật, nhưng mà đôi lúc mà mình nói ra những cái sự thật thì nó cũng khiến cho nhiều người đau lòng, thì thôi cái đó là cái lỗi của ba mẹ cô. Chứ ba mẹ cô không có nói dốc nha bà con. Cho nên nếu mà các cô chú bác mà nói mà một đó là phản biện lại ba mẹ cô với lý lẽ thuyết phục, còn không thôi các bác chỉ cần nói nhỏ nhẹ là thôi đừng có nói lại mấy cái chuyện này nữa, thì thôi ba mẹ cô sẵn sàng nhận lỗi ngay. Cái lỗi của ba mẹ cô là lỗi là khơi gợi lên lại những cái điều không hay, không vui và cũng không đáng nhắc tới. Giống như người thân của ba mẹ cô á, sau khi mà đi qua Mỹ rồi đó, xin thưa bà con, bác cũng chọn một cái giải pháp là im lặng nha, không bàn sâu về cái vấn đề này nữa và cũng không nói về chuyện hồi xưa, thậm chí cũng chả cần kể gì cho con cháu nghe về chuyện hồi xưa cả. Tại vì nói những cái thứ, những cái sự thật mà không nên nói, không nên bàn, thì thôi cái đó là cái lỗi của ba mẹ cô, thì ba mẹ cô sẽ rút kinh nghiệm. Rồi sau này ba mẹ cô sẽ chỉ nói về những cái địa danh thôi, chứ ba mẹ cô sẽ không kể sâu nữa. Thôi là ba cái câu đố này của bác á, ba mẹ còn sẽ liên tưởng cho bà con bác nói về lý do tại sao mất dùng một Quảng Trị nữa, tại sao mất dùng một và tại sao mà cái cuộc mà rút mất luôn dùng hai như thế nào, tại sao kéo thành cái dây chuyền đổ, và trong cái cuộc họp mà tại sao mà để ra lệnh mà coi như là tổng thống Thiệu đi ra lệnh đó, không phải một mình tổng thống Thiệu ra lệnh đâu nha bà con, ổng chỉ là tổng tư lệnh, là người cuối cùng chốt lại vấn đề thôi. Đó. Vị nào là người đề xuất ra cái vấn đề mà bỏ dùng hai rồi để rút về cố thủ. Nhưng mà thôi bây giờ ba này còn mà sâu chốt, ba này còn mà sâu chủ, ba này còn kể ra nữa nguyên nhân mà tại sao mà trong cái mà những cái cuộc mà di tản như thế thì bắt đầu nó lại gây ra tranh cãi nữa rồi. Thôi hay lắm, tại vì đó là những cái quyết sách đều là sai lầm hết. Rồi hiện tại ba mẹ cậu đang đi tới đây là con đường này được bán hai, hồi xưa là đường Trần Quốc Toản đó bà con. Tới số 1237 đường 3/2 bên phải mà mày gọi đây là đường Hà Tung Quyền. Con đường này hồi xưa là trước năm 75 là con đường là cái khu này khu Lập Nhan, bên đây là trường Phú Thọ nè, nhà hàng Tân Lạc Viên nè. Con đường Tạ Nguyên này là con đường Tôn Thọ Tường, bên kia đó cái tiệm Đức Phát đó bà con, tiệm đó là cái tiệm khởi đầu của ông Cao Siêu Lực. Ông này ông giỏi lắm nha, ông người Campuchia mà gốc Hoa, nhưng trong cái giờ nạn mà cắp giường á, ông qua Việt Nam ông bị nạn rồi sau đó ông ở đây luôn. Khi mà ông đặt chân ông tới đất nước Việt Nam này là ông không hề biết tiếng Việt luôn bà con. Vậy mà cuối cùng ông xây dựng lên một cái cơ ngơi đồ sộ như thế này, thực sự là phải khắc phục ổng lắm. Rồi chưa đâu nha bà con, đến khi mà sau này giữa gia đình của ổng có chuyện gì đó bắt đầu phải chia đôi ra nữa, một cái là Đức Phát, rồi ổng khởi đầu lại sự dựng xây dựng lại cái tiệm bánh ABC,
đó. Và bây giờ ông cũng rất là thành công luôn, không những ở Việt Nam mà tiệm bánh ABC ở bên Campuchia nữa nha bà con. Rồi, nhắc về cái bánh mì, ông này ông nổi tiếng về làm bánh mì, cuộc đời ông xây dựng cái bánh mì. Thì xin thưa bà con cô bác á, hiện tại bây giờ có một cái câu chuyện đó là McDonald's bà con. McDonald's ở Việt Nam và McDonald's trên toàn thế giới luôn. Hiện tại là McDonald's là đang đóng chuẩn bị là coi như là nó gọi là về cái nền kinh tế chung về gọi là sa thải nhân viên đó, sắp tới sa thải nhân viên hàng loạt đó. Hiện tại là nhân viên của McDonald's nghe đâu lên tới 150.000 người á, 150.000 người trên toàn thế giới. Còn xa này thì đường xá chỗ nào cũng thấy đông đó thôi. Xin thưa bà con bác, McDonald's á, mấy cái thức ăn nhanh của bên Mỹ bà con thành công ở đâu thì không biết, mà sao tự nhiên cái mấy cái món mà thức ăn nhanh mà đưa vào Việt Nam cái là hầu như là bị vấp phải những cái cản trở rất là nặng luôn nha bà con. Hồi đó McDonald's lần đầu tiên mà vào Việt Nam á, xin thưa bà con cô bác á, là ta nói hả, người dân Việt Nam xếp hàng ăn mà coi như là sáng tối ngày đêm luôn bà con, ăn ghê lắm. Nhưng mà rồi cuối cùng hiện tại McDonald's bây giờ là không còn có thế chủ động ở trên Việt Nam nữa. Thậm chí cách đây không lâu á, ba mình còn nghe nói là coi như là McDonald's là chính thức là chuẩn bị là coi như là loại bỏ cái hamburger ra khỏi cái thực đơn của mình luôn. Chứng tỏ rằng một điều đó là cái thức ăn đó không phù hợp với người Việt Nam. Mà tại sao mà nếu mà mình phân tích mà mấu chốt và lý giải ra, trời ơi đọc quá gì xe hay ghê luôn. Ôi da, ôi kẹt xe ghê quá ta. Xe thì mình leo lề, tại sao nguyên nhân nào ở đây nó kẹt xe ghê vậy? Ra là đông xe thôi chứ không có vấn đề gì hết. Kẹt ngay ngã tư này nè. Với đường 3/2 hồi xưa là đường Nguyễn Văn Thoại với đường Trần Quốc Khoảng. Bên tay trái ba mươi gò đây đó, đó là hồi xưa là bộ chỉ huy biệt đoàn 22 cảnh sát giải chiến là đóng tại đây. Bên tay trái này là cư xá Trần Quốc Toản nè bà con. Ở đây hồi xưa là có nhà của diễn viên Khả Năng.
bà con bác biết đó, cái McDonald nó bán mắc lắm rồi bà con, mắc lắm, khoảng 50 cho đến 85 ngàn một cái hamburger. Mà cái hamburger nó lại làm rất là nhỏ, còn cái bít tắc của nó là lên tới gần 70 mấy 80 ngàn cái, thành thử ra cái chi phí giá nó đem vào Việt Nam nó rất là cao. Mà hồi xưa ba mẹ còn nhớ đó, lúc mà McDonald qua Việt Nam á, ba mẹ còn thích nhất là cái khoai tây chiên của nó. Cái tầm khoai tây nó dài lắm, khoai tây nó nhập từ nước ngoài về, rồi sau này bắt đầu từ từ vô Việt Nam bắt đầu tiết kiệm chi phí, bắt đầu cái không có nhập về nữa. Khoai bây giờ có ngắn ngủn nè, mấy cái KFC cũng vậy. Bây giờ lấy khoai từ Việt Nam không à, chứ hồi đó lúc mà nhập nguyên cái khoai từ nước ngoài về cái cọng khoai tây nó vui nè. Rồi với cái chi phí đó thì xin thưa bà con, bắt so qua với bánh mì của Việt Nam thì làm sao mắc rồi rồi đấu lại bà con. Rồi, người dân người ta ra ngoài ta mua ổ bánh mì có 15-20 ngàn ổ, mắc nhất bây giờ ổ bánh mì mà mắc nhất luôn nữa, bánh mì Quỳnh Hoa cũng có 50 mấy ngàn ổ, ăn tà trời ổ cho chà bá lửa luôn, ăn chà bá hận, đúng không? Là nở ra là mấy cái thực phẩm đó là như là vào Việt Nam là coi như là không, mắc đồ nào không thể nào mà cạnh tranh lại được với lại cái bánh mì Việt Nam được rồi, chắc chắn một điều luôn. Thứ nhất là giá, cái thứ hai nữa là cái khẩu vị. Cho nên thì vừa bữa trước đó là coi như là bắt đầu rồi nói là tính là khai tử cái món là hamburger, mà cái hamburger là cái món chủ đạo của McDonald's đó chứ. Rồi bên tay trái ba mày gò đây là Saja, hồi xưa đây là chợ cá Trần Quốc Toản. Đấy, nơi đây là có cái tiệm KFC đầu tiên. Phải hình như là đó, đây có cái tiệm KFC. Rồi sau này ở đây bây giờ nó mở cái McDonald's ở đây nè bà con. Rồi bên tay phải đây là tiểu đoàn 5 quân cảnh, là đóng cái góc này. Còn bên tay trái này là cư xá Nguyễn Trung Trực, hồi xưa đó là cư xá Nguyễn Trung Trực, hồi xưa là khu Gia Binh. Tại vì cái trại này là trại Nguyễn Trung Trực của quân phụ. Xe hơn ngày thường.
chắc ba mẹ rồi rẽ đường đi khác quá. Tại ba mẹ rồi muốn đi tới đây nè bà con, để ba mẹ rồi chở bà con bắt đến một cái trại, người ta gọi đó là trại Lê Văn Duyệt. Tại sao mà ba mẹ rồi mới muốn chở bà con tới bắt tới đó? Tại vì ở bên trong trại Lê Văn Duyệt á, hồi thời đó đó từng có một cái quân trường rất là lớn, nơi đó là có một cái trường mèo đây đi, ở đây là nhà thờ, bây giờ mình đi vô trại chuồng bò thì thôi để ba mẹ cô kể chuyện thôi. Thì bà con bác cũng biết trại Lê Văn Duyệt rồi phải không? Thì ở đó trong đó có một cái quân trường rất là lớn, hồi đó là trường chiến tranh chính trị, lúc đó nó chưa là đại học thôi nha bà con, trường chiến tranh chính trị. Đây là chợ chuồng bò, mà khởi đầu khi mà nó mới tách ra đó bà con, nó mới tách ra từ cái trường quân báo Cây Mai á, trường tâm lý chiến Cây Mai á, thì nó chỉ là một trung tâm huấn luyện, chiến tranh chính trị. Thì cái trụ sở đầu tiên của nó nằm đâu bà con có biết không? Đó là số 15 Lê Thánh Tôn. Ngay tại số 15 Lê Thánh Tôn đó cũng là trại Bạch Đằng đó bà con. Thì ngay tại cái trại đó cũng trên cái nền đất đó luôn. Bà con bác còn nhớ hôm đó là cũng là nơi là bộ tư lệnh thủy quân lục chiến của tướng Lê Nguyên Khang. Thì ngay tại địa chỉ 15 Lê Thánh Tôn đó, ngay trên mảnh đất đó hồi xưa từng là một cái trung tâm huấn luyện chiến tranh chính trị, được tách ra từ trường quân báo Cây Mai. Rồi sau này vì cái nhu cầu mà cái thời đó ngay chỗ trung tâm huấn luyện đó nha bà con quách, để mà vào học không phải là dễ học đâu nha con. Những người mà phải có cấp bậc từ đại quý từ đại quý cho đến đại tá, đào tạo chỉ là từ cấp đại quý đến đại tá để lên mới được theo học cái ngành này, theo học cái trung tâm huấn luyện này. Nhưng mà hồi đó không ai muốn mặn mà vô cái trường này đâu, xin thưa bà con quá. Tại vì đây là một trong, tuy là nó một cái mang một cái chức năng, một cái quyền hạn nó ghê gớm lắm. Đây là một cái này là cái ảnh hưởng thành công, tại vì nó đi về tâm lý mà, về chính trị, chiến tranh về chính trị đó, là về tư tưởng đó, nó mạnh lắm. Nhưng mà hồi đó trước năm 75 thì hầu như không ai coi trọng nó, cho nên trong các quân binh chủng này, cái này đó, thì nó bị xếp hạng chót, thành thử ra là những người mà được đưa vào đây là những người mà gọi là những vị mà gọi là thích sửng, hoặc là những vị mà rồi cho dạng giống như là, ví dụ là giống như cho là ngồi chơi xơi nước ấy, mới đưa về đây đi học mấy này đó. Có nghĩa là không có gọi là không có đặt nặng, không có quan trọng á. Nhưng mà thực chất trong cái vấn đề mà hiện tại bây giờ bà con có thấy không, cái chiến tranh và cái ngành này là cái ngành cực kỳ quan trọng đó bà con, trong chiến tranh. Nhưng mà hồi đó trước năm 75 thì quân lực Việt Nam cũng không có coi trọng cái ngành này, và kể cả bên Mỹ cũng vậy, thành thử ra là tiền rót về cho đại học chiến tranh chính trị nha bà con, nó không có nha bà con, tại vì nó không có tương ứng qua với bên phía quân lực Mỹ. Hồi xưa bên quân đội Mỹ là áp dụng cái mô hình cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa, là áp dụng mô hình của Mỹ, mà cái phòng năm này á, là hồi đó nó có từ thời hồi thời Pháp rồi. Thành thử ra khi mà so sánh qua với bên quân đội Mỹ nó không có ngành này, thành thử ra là phải lấy tiền từ cái cục quân tiếp vụ, nên nó phải áp cái quân cục quân tiếp vụ vào đây để lấy tiền kinh phí hoạt động cho cái trường cho đại học chiến tranh chính trị nha bà con. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.